Diva Mỹ Linh nói các chị đẹp xì xào về Trang Pháp, chuyện gì đây? Ở tầm diva, vì vậy khi tham gia show truyền hình thực tế, mặc nhiên Mỹ Linh nhận về nhiều sự quan tâm của khán giả. Tuy nhiên, bản thân nữ ca sĩ lại hưởng sự chú ý vào những chị đẹp khác khi liên tục có những chia sẻ, cảm nhận về họ. Trang Pháp, cái tên liên tục được nhắc đến những ngày qua, cuối cùng cũng vào tầm ngắm của Mỹ Linh. Cô nói rằng Trang Pháp khiến các chị đẹp khác phải xì xào nên được hiểu theo sự tích cực hay là tiêu cực. Mới đây trên trang cá nhân, nữ ca sĩ Mỹ Linh đã gây chú ý khi có những chia sẻ về chị đẹp Trang Pháp tại show truyền hình thực tế Chị đẹp đạp gió rẽ sóng. Vào công năm cũng là lần đầu tiên về cùng đội với các em trẻ đẹp nhất và nhiều năng lượng nhất show, cũng là lần đầu tiên về cùng đội trưởng Trang Thanh Long. Trang Thanh Long là cái tên mình tự đặt cho bé Trang sau mấy lần trò chuyện hậu trường với bạn. Trước đó, chị Bóng đã từng dành những lời trân trọng nhất khi nói về Trang. Chị bảo con ba chỉ chấm con Trang Pháp. Trời ơi, nó trí thức, có phong văn hóa rất tốt, lại ngoại ngữ tiếng Anh, tiếng Pháp đầy mình, nhạc cụ chơi được tốt, sáng tác được, phối khí oách và nhạc gì cũng nhảy. Nói chung là oách xà lách. Còn xì xào trong các chị em thì Trang Pháp tính cầu toàn. Chị ấy sẽ yêu cầu tập đến hơi thở cuối cùng, vẫn không cho nghỉ mà lại tua lại một vòng từ đầu lúc mọi người đã mệt đứt cả hơi ấy chị. Mình nghe thế là mình né Trang mấy vòng liền. Không phải mình định né luôn mà định bụng tập nhảy giỏi hơn đã. Tốt nghiệp bậc trung học rồi lên đại học sẽ học em Trang ấy mà. Hà hà, mà Trang không chỉ về nhạc và vũ đạo nhé. Em rất có khiếu về sân khấu cũng như dàn dựng, rồi ánh sáng, dựng clip các thứ. Nói chung, các bạn trẻ bây giờ khá toàn diện. Cuối cùng thì chị em cũng đã gặp nhau ở cung năm cho đến tận chung kết. Đã được biết tài, biết tính của em, biết em rất cầu toàn nhưng lại mau nước mắt, rất chăm chỉ việc mình mà cũng lại rất tận tâm với bạn, rất biết ứng xử trước sau. Tóm lại là 9 điểm, một điểm trừ là ăn uống linh tinh, toàn ăn thức ăn gì đâu không. Giống con Mỹ Anh nhà chị mà nói mãi chẳng nghe. Cá nhân mình thấy Trang Pháp mà không có một vé vào thành đoàn thì không ai xứng đáng hơn em. Sau cùng, nữ diva Mỹ Linh đã gửi lời chúc mừng sinh nhật tới đàn em thân thương. Bên dưới bài viết của nữ ca sĩ, nhiều netizen cũng đã bày tỏ sự đồng tình khi để lại ý kiến. Tút xịn luôn chị ạ, em cũng rất bất ngờ về tài năng của bạn ý khi xem show. Mê Trang Pháp. Theo em thấy, tất cả những nghệ sĩ nổi bật em từng biết, hầu hết đều nghe than phiền là họ đều cầu toàn. Nên nay làm chung cũng rất căng thẳng vì luôn đòi hỏi phải hoàn hảo. Đối với em, đây là điều đúng, là một sản phẩm cho trăm họ thì bắt buộc phải vậy. Không hoàn hảo nhất thì kiểu gì cũng không đặc sắc. Về việc tại sao Trang Pháp được nhắc nhớ nhiều suốt thời gian qua, có lẽ là vì cô nàng được cho là nhân vật Lệ Quyên từng liên tục ẩn ý, hay như Emily cũng được cho là từng có động thái dìm hàng Trang Pháp để nâng mình lên. Ngay cả nhóm nhạc DTAP, những chàng trai là giám đốc âm nhạc của chương trình cũng từng có những chia sẻ tưởng lại tích cực nhưng sâu xa lại có gì đó cấn cấn liên quan tới Trang Pháp, cụ thể như khi được hỏi về chị đẹp khó tính nhất, không ngần ngại, những chàng trai trẻ lập tức nói về chị đẹp Trang Pháp. Là chị đẹp Trang Pháp, chị cũng biết mọi thứ chút chút và chị làm nghề cũng rất lâu, đôi khi mình phải cân bằng lại. Điều quan trọng nhất trong chương trình chính là teamwork, tinh thần đồng đội rất là cao. Đôi khi có những quan điểm của chị Trang, những ý tưởng sáng tạo điên rồ của chị Trang khiến chúng tôi phải tốn thời gian để tranh cãi rất nhiều. Sau mỗi lần chúng tôi đưa ra những quyết định cuối cùng thì sẽ luôn là những điều tốt cho cả nhóm và tốt cho cả chị Trang. Sau đó, chị Trang cũng hiểu bây giờ cách làm việc đã thay đổi rất nhiều, đặc biệt là khi làm việc nhóm. Khi làm việc với giám đốc âm nhạc sẽ khác ngày xưa rất là nhiều. Bản thân chị Trang rất toàn năng và khá giỏi, nhưng trong khi làm việc, đặc biệt là teamwork, mình không thể nào chỉ nghĩ cho bản thân. Khi cầm một bài hát ballad, chúng ta chỉ có thể làm tới màu rock hoặc cùng lắm là alternative rock, chứ không thể biến thành một bài nhạc house trong một show như vậy. Chúng tôi phải chứng minh điều đó với các chị để biết rằng điều đó có phù hợp hay không. Đáng nói, trước tất cả những drama được cho là hướng vào mình, Trang Pháp đã lựa chọn im lặng. Chỉ có netizen là những người tự chủ động đứng ra bên vực sao nữ, đơn cử như chưa tính tới chuyên môn ai giỏi hơn thì chỉ việc nhận xét tiền bối của mình biết chút chút cũng khá giỏi, làm việc với giám đốc âm nhạc sẽ khác là đã thấy không ổn rồi. Chưa kể Trang Pháp có kinh nghiệm là giám đốc âm nhạc trước mấy ông này nhiều và nhờ những ý tưởng táo bạo của Trang thì những màn trình diễn mới lên top trending. Mấy ông này nói chuyện kiểu chỉ muốn làm việc với người dễ dãi, nói gì làm đó, chứ không thích người sáng tạo và cầu toàn như Trang Pháp. Bài phỏng vấn EQ cao và hợp với bài tâm sự của Emily đến lạ. Phong cách Big Me Girl à, mình hợp nhau đến vậy thì chơi với nhau thôi nhé. Thà không phát biểu để cộng đồng mạng chỉ đồn đoán thôi. Phát ngôn cái là tự chứng thực mấy lùm xùm gần đây, đúng là không có lửa thì sao có khói. Thương Trang Pháp thực sự, bà đã kính tiếng thì chớ, ngồi lên cái mà hết bản thân đến đàn em tỉ đểu, chán hẳn. Nhiều người cho rằng đây là bước đi vô cùng khôn ngoan của Trang Pháp vì sau tất cả, cô nàng vừa được tiếng lại vừa được fan. Cũng có người cho rằng đó là bản tính vốn có của Trang Pháp từ khi làm nghề, không sân si, không thị phi. Còn bạn, bạn nghĩ thế nào? Hãy chia sẻ cảm nhận của mình để Ibiz được biết với nha!